xuống đây. Má ơi. Đi. Má. Má ơi. Đi. Má ơi đau con. Má. Má. Má ơi. Má. Đi. Mày biến ra khỏi nhà tao. Mày là thứ đàn bà cay độc. Tao để cho mày ở đây trong một khoảng thời gian dài rồi, để mày đẻ cho tao một đứa cháu tao ẵm bồng. Vậy mày cũng không làm được nữa. Mày biến ra khỏi nhà tao đi. Má ơi. Má. Má ơi. Con mới bị xảy thai rồi má. Má. Má cho con một cơ hội nữa nha má. Một cơ hội nữa đó má. Cơ hội hả mày? Tao đã cho mày biết bao nhiêu cơ hội rồi, mày có làm được không? Má ơi. Một cơ hội nữa thôi má. Tao đã nói là biến ra khỏi nhà tao mà. Má. Má làm gì vợ con vậy? Tao cưới hỏi nói cho mày hồi nào mà gọi là vợ? Nhưng mà tụi con đã ở chung với nhau rất lâu rồi. Bây giờ má nói như vậy, tội nghiệp vợ con lắm. Tao để cho tụi bay sống chung á là tại vì tao muốn có cháu. Chứ tao chưa bao giờ tao chấp nhận nó hết. Má. Có cái gì thằng này muốn biết mà không biết được chứ? Anh định... Im lặng. Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó. Tụi kia cũng không thể kiếm được tao đâu. Vậy thì bây giờ anh muốn cái gì? Tao biết con mình đang bị bệnh. Mày lo kiếm một ít tiền về để lo cho con. Anh mà cũng biết nghĩ tới con. Tao nói lần cuối, bây giờ không phải là lúc để trách móc hay chưa? Ủa, anh, cho em tới đây được rồi. Dạ, cảm ơn anh. Mẹ về. Cô ơi,
Con đi từ từ thôi, sao con đi nhanh vậy? Đi nhanh vậy con mệt rồi sao? Dạ này con không có mệt nữa, không khỏe lắm rồi mẹ. Nhớ mẹ không? Nhớ. Mẹ về luôn, mẹ ở đây với con nha. Hiện tại bây giờ thì chưa được. Mẹ ráng làm, mẹ kiếm tiền về cho bé Linh chữa bệnh. Xong rồi mẹ về đây mẹ ở luôn với bé Linh. Bé Linh chịu không? Mẹ chịu. Trời ơi, sao em về đây? Rồi có ai biết không? Đi, đi vô đây với mẹ. Con gái, bây giờ vô trong nhà lấy cho mẹ ly nước được không? Được. Ngoan lắm. Không sao đâu chị, em có nhờ cô Tư rồi. Ở trên đó cô đóng kín cửa lắm, lỡ mà nhà chồng em có qua thì cũng nghĩ là em với cổ đi đâu thôi. Chị đừng có lo. Em nhờ bà Tư đóng giả làm mẹ em, chị cứ lo lắng nơm nớp không yên á. Cô Tư nhìn vậy chứ cổ vô dài hay lắm, cũng kín miệng nữa, không sao đâu. Thôi, lỡ về rồi thì ngồi nghỉ đi em. Đợi chị một chút nha, chị vô dọn cơm cho em ăn. Thôi. Em tranh thủ thời gian về thăm con bé, coi bệnh tình nó như thế nào rồi em đi liền. Ở trên đó không có ai lo cơm nước, lỡ mẹ chồng em về rồi cằn nhằn mệt lắm. Chị, em gửi chút ít, chị lo cho bé Linh giùm em. À, mấy bữa trước á, thằng Lâm nó có về đây. Linh, ai vậy con? Con nói chuyện với ai vậy? Dạ, chú cho kẹo mà biết tên con nữa. Kệ ổng đi chị, giờ chuyện ai làm người đó chịu. Em không có quan tâm tới ổng nữa. Bây giờ em chỉ biết tới bé Linh thôi à. Mà thôi, em đi về trễ lại nha, để không kịp. Em về đây, có gì nói với con bé giùm em. Mẹ con đâu rồi vậy hả? Mẹ con đi rồi. Thôi, con ở nhà với dì nha. Để mẹ con đi làm. Con đừng có buồn nha. Con buồn á là con sẽ bị mệt, mẹ con sẽ lo lắm đó. Sao má cứ ép tụi con hoài vậy? Đừng có gây áp lực cho con nữa được không? Tao làm vậy là vì ai? Tụi bay ở với nhau mấy năm nay rồi, một đứa con cũng không có nữa. Mày không nghĩ cho mày á, mày cũng phải nghĩ cho ông bà dòng họ tổ tiên nhà này chứ. Nhưng mà bây giờ con cái là do trời ban, làm sao mà má quyết định được? Con cái là do mình sinh ra, không có ông trời nào ở đây hết. Má nói rồi, nếu như nó không sanh được con trai thì má cưới vợ khác cho mày. Còn nếu như á, mày muốn tao tức chết, mày tiếp tục binh vợ mày rồi mày cãi lại lời má đi. Má, ủa em đi đâu sáng giờ vậy? Mẹ em ở dưới quê bị bệnh nên là em tranh thủ dậy dưới coi tình hình dưới sao, gấp quá nên là em chưa kịp nói với anh. Thôi em vào rửa mặt đi rồi nấu cơm cho má, má đang giận lắm đó. Tao hỏi thăm rồi, khó mà chạy qua đó trốn lắm. Hay là mày hỏi thẳng tụi nó đi, cho tao một cái giá luôn. Nếu mày nói vậy thì để tao hỏi lại, hoặc cho mày gặp trực tiếp nó luôn.
Vậy cũng được. Còn dùng giấy tờ giả sao rồi? Cái đó thì dễ mà. Được rồi, tao cảm ơn. Em mệt lắm đúng không? Cho anh xin lỗi nha. Chắc tại mẹ lo cho anh quá nên mới vậy. Không sao đâu, em hiểu mà. Mà anh đi nhậu với ai mà sao về trễ vậy? Anh đi với thằng Thành. Vợ chồng nó sắp ly hôn rồi, nó buồn quá rủ anh ra làm vài chai. Ủa? Sao lại ly hôn? Em nhớ là vợ chồng anh chị đó hạnh phúc lắm mà. Ừ thì hạnh phúc, nhưng đùng một cái nó phát hiện ra vợ của nó trước đây đã có con riêng. Nó sốc quá chịu không nổi. Mà cũng đúng thôi, ai đời đang yên đang lành, người mà mình yêu thương tin tưởng lại lừa dối mình, đổi lại là anh, anh cũng không chấp nhận được. Bạn có lừa dối gì anh không? Sao sợ vậy? Không, anh khùng hả? Lừa dối gì? Không có thì tốt. Thôi anh đi tắm. Nè, số điện thoại của tôi mà anh cũng biết nữa vậy? Anh là cái loại người gì đó? Ngoài việc sợ bị công an bắt ra, tất cả những việc khác đều nằm trong tầm tay của tao. Vậy đi, anh đi ra đầu thú đi. Mày đừng nói những câu đó với tao. Tao từng thiêu biết bao nhiêu mạng người, và nếu mày thách thức tao hả, tao sẽ thiêu sống cả nhà chồng mày luôn á. Tâm ơi Tâm, Tâm ơi, Tâm ơi, Tâm, thằng Lâm nó ra chuyện nữa rồi. Cái gì vậy chị? Thì cũng ba cái chuyện mốc mộ đó, đám tụi nó tranh giành với nhau, thằng Lâm nó đâm chết người ta rồi. Trời, hình như tụi nó chạy về hướng Lò Thiêu á, công an đông dữ lắm. Anh Lâm ơi, anh Lâm ơi, anh Lâm ơi, anh Lâm, anh Lâm ơi, anh Lâm. Tóm lại là anh muốn gì ở tôi? Tao sắp đi nước ngoài, tao cần một ít tiền. Tôi khó khăn lắm mới tìm được người cô mang. Hơn nữa, tụi tôi cũng chỉ mới sống chung với nhau gần đây. Tiền ở đâu mà để cho anh đi nước ngoài? Tao còn thừa biết bà và chồng mày chỉ muốn mày đẻ mướn thôi, chứ có yêu thương gì mày đâu. Anh biết như vậy là được rồi. Anh thấy đó, tôi có khác gì con ô xin trong căn nhà đó đâu. Nhưng thằng chồng mày nó thương mày. Nếu mày động não, mày thông minh lên một tí xíu, mày có thể moi được một khối tiền ở nó.
Mày cũng nên nhớ là bé Linh cũng đang cần tiền để mổ tim đó. Linh ơi, vô ăn miếng uống thuốc nè con. Linh, lẹ đi con. Bà nhỏ này, chắc cũng quên nữa rồi. Tôi bưng ra tới nơi luôn rồi nè. Linh, trời ơi, Linh, đâu có sao không con? Tôi ráng thở nha con. Không được, vì phải đưa cô đi chậm xác được. Chị, con em sao rồi? Hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang theo dõi. Điều quan trọng nhất bây giờ á là phải đóng tiền viện phí. Nếu không á, không còn cách nào cứu với Linh hết á. Nhưng mà số tiền lớn như vậy, bây giờ em lấy ở đâu ra? Chị cũng không biết làm sao giúp cho em nữa. Chứ khu đất này á là chủ sắp lấy lại rồi. Chị không biết á cuộc sống của chị sau này làm sao nữa. Không biết có còn lo cho con em được không. Sao tự nhiên mình đang ở người ta lấy lại là sao chị? Thì chủ muốn bán nên lấy lại. Sao mình cản được. Thôi được rồi, chị cứ để em về em tính coi sao. Em về đây. Nè, mày lau bếp hay mày đang múa lụa vậy? Dạ, con đang lau. Nhìn cái vòi nước chảy kìa. Mày đứng đây mà mày còn không hay nữa. Trời đất. Dạ, con xin lỗi má. Do mấy bữa nay con bị nhức đầu nên là con không có tập trung. Tao nói thiệt, tao mong cho mày sanh con trai, rồi mày với thằng Trí bỏ quách nhau cho xong. Chuyện vay tiền lần trước em hỏi chị, giờ chị tính sao ạ? Thì tao nói rồi, bạc 30, chịu thì qua lấy, không thì thôi, hỏi hoài. Em sao vậy? Mẹ lại la em hả? Dạ. Mà nếu mẹ có la thì em cũng quen rồi. Vậy sao em buồn?
Dạ, thì là tại... Trí ơi! Dạ! Xuống máy biểu nè con! Dạ rồi! À, con, uống nước đi! Con trai bác, còn đây là Thủy, con của bạn má đó, ở nước ngoài mới về nghe. Là sao má? Thủy nó chưa có chồng, má định làm mai cho hai đứa mà. Ủa má? Thủy ấy là ai vậy? Là người ở, phụ giúp việc nhà cho bác được hơn cả năm nay rồi. Uống nước đi con. Má có nhất thiết phải làm gì không? Má đã có linh tính là con Tâm nó không có sanh đẻ gì được nữa hết á. Nó ở với mày bao lâu nay mà nó có bầu được đâu. Nhưng dù sao Tâm cũng là vợ con. Cưới hỏi hồi nào đâu mà là vợ. Tụi bay chỉ ở với nhau vậy thôi hả? Mà ngay từ đầu má cũng đâu có ưng nó. Bây giờ ý má là muốn con lấy Thủy đúng không? Đúng là vậy đó. Dù sao con Thủy nó cũng có địa vị. Bây giờ Tâm má tính như sao? Nếu nó tiếp tục ở lại đây á thì nó vẫn là ô xin. Còn nếu không á, má sẽ có cách xử lý khác. Nè, anh ý tứ một chút đi. Đây là nhà chồng của tôi đó. Mày yên tâm, thằng chồng nhu nhược của mày mới chở bà già nó đi đâu đó. Anh cần gì? Tao cần tiền. Bây giờ tôi không có. Mày ở cái nhà như thế này, nói không có tiền ai tin? Tuy là tôi ở đây, nhưng mà tôi vẫn đang lệ thuộc vô nhà chồng. Hơn nữa, tôi còn phải lo cho con. Chính anh là người kêu tôi gửi tiền để lo cho con lúc bị bệnh á. Anh quên hả? Lo cho con là việc của mày. Còn bây giờ tao cần tiền, mày phải kiếm cho tao. Tao thuê phòng trọ ở gần đây, 3 ngày nữa tao quay lại. Phải có tiền cho tao. Nè, mày đứng lại đó tao nói chuyện chút. Bắt đầu từ tháng sau, thằng Trí nó chính thức cưới vợ. Cho nên kể từ bây giờ, mày dọn xuống cái phòng kế bên bếp mà ở. Anh Trí lấy vợ là sao má? Mày ít hỏi lại đi. Hai đứa bay ở với nhau có cưới hỏi gì đâu. Chứ lại tao cũng không biết là mày xuất thân từ gia đình như thế nào nữa. Điều tao cần là một đứa cháu trai mà mày cũng không sinh được. Cho nên thôi đi. Má, anh Trí anh có đồng ý không má? Tất nhiên là đồng ý. Nó là con tao, tao hiểu nó. Với lại nó phải nghe lời mẹ nó chứ. Bây giờ mày có hai sự lựa chọn. Một là mày tiếp tục ở lại đây với thân phận là một ô xin. Còn hai là tao cho mày một số tiền rồi mày cuốn gói ra khỏi nhà tao. Thank you.
quan trọng nhất bây giờ á là phải đóng tiền viện phí. Nếu không á, không còn cách nào cứu với Linh hết á. Nhưng mà số tiền lớn như vậy, bây giờ em lấy ở đâu ra? Lo cho con là việc của mày. Còn bây giờ tao cần tiền, mày phải kiếm cho tao. Tiền đâu? Tiền tôi chưa có. Mày giỡn mặt á hả? Chưa có tiền mày tới đây làm cái gì? Mày tính chọc điên tao để tao qua nhà thằng chồng mày tao quậy tiếp đúng không? Tôi tới đây chỉ muốn khuyên anh là anh ra đầu thú đi. Anh không trốn khỏi sự truy bắt của họ đâu. Mày ăn cái gì mà mày dám lên mặt dạy đời tao nữa hả? Hả? Tôi không có dạy đời anh. Nhưng nếu anh chịu làm theo cách này, anh sẽ gặp lại con. Tao thương con, tự tao biết. Còn việc của mày là đưa tiền cho tao biết không? Con đang nằm trong bệnh viện kìa. Anh có bản lĩnh vô thăm đó không? Mày muốn tao ra đó nạp mạng cho công an hay gì? Tôi chỉ nói vậy thôi. Anh không làm được thì tùy anh. Bây giờ tôi phải vô với con. Mày đưa tiền cho tao. Tao qua bên đó được rồi. Tao gửi tiền gì cho con trị bệnh. Vậy nếu mà anh chưa kịp qua khỏi biên giới mà bị bắt thì con của mình chết hả? Mày quay về đây làm gì? Dạ, thì cái chuyện hôm trước má nói với con, con suy nghĩ mấy ngày hôm nay nên là hôm nay con tới gặp má. Vậy mày tính làm sao? Dạ, thật sự thì con vẫn muốn tiếp tục được làm con dâu của má, nhưng có lẽ là tụi con không có duyên. Má cho con xin một số vốn để con lấy đó làm ăn có được không ạ? Mày có hứa với tao á là mày sẽ không gặp thằng Trí nữa không? Dạ, con hứa. Thôi được rồi, tao là người lớn, tao sẽ giữ lời. Mày theo tao ra ngân hàng, tao rút tiền cho mày. Còn nữa, từ đây về sau á, đừng bao giờ gọi tao bằng tiếng má. Em sẽ đem tiền về. Chị cố gắng lo cho con bé giùm em. Dạ. Em về sao? Có thiếu đủ như thế nào thì chị báo em liền nha.
Anh cần gì? Tao cần tiền. Mày đưa tiền cho tao. Tao qua bên đó được rồi, tao gửi tiền gì cho con trị bệnh. Ngoài việc sợ bị công an bắt ra, tất cả những việc khác đều nằm trong tầm tay của tao. Tiền đâu? Tiền đây. Anh mở cửa ra đi. Mày thừa biết cái nghĩa trang này do tao quản lý. Tất cả các đội mai táng đến đây đều phải thông qua thằng Lâm này. Tại sao mày cải táng cho khách mà không hỏi ý tao? Mai táng là chuyện của mày, còn cải táng là chuyện của tao, liên quan cái gì? Mày đừng có ngang ngược nha. Cho dù là cải táng hay mai táng đều phải thông qua đội trưởng hết. Nè Lâm, tao thấy mày hơi tham rồi đó. Cả cái khu lò thiêu mày quản lý, bây giờ tới cái nghĩa trang này mày muốn lấy là sao? Mày phải chừa đường sống cho anh em tao chứ. Ít nhất mày bảy phải chừa cho tụi tao qua. Nếu tao không đồng ý thì sao? Thì mày cứ thử đụng vô coi, coi chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy cái thằng lôi trôi lóc tóc kêu mày mới ra nghề mà đã vên cái mặt lên ha. Mày bỏ tao ra. Đừng có nghĩ tụi tao mới vào nghề rồi ăn hiếp nha. Sao cô lại làm như vậy? Tại sao chị lại quyết định chỉ chỗ của anh Lâm đang trốn? Vì tôi thấy sự sợ hãi trước đây của tôi là một sai lầm. Có nghĩa là trước giờ chị không dám trình báo cho chúng tôi biết là vì sợ chồng mình. Dạ. Hơn nữa, tôi nghĩ là sự tố cáo của tôi bây giờ sẽ đổi lại được mạng sống cho con gái tôi. Cảm ơn chị. Chắc chắn chúng tôi sẽ bắt được đối tượng.
Lâm trước đây là nhân viên mai táng ở các nghĩa trang, nhưng do bản tính côn đồ nên y tự quyền quản lý và không cho bất cứ ai tranh giành việc làm với mình. Chính vì lẽ đó, Lâm đã ra tay giết chết một mạng người khi nạn nhân làm vật lòng y. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn, sống lang thang khắp nơi, để lại bao khó khăn cực khổ cho vợ con mình. Vì cuộc sống và để có tiền điều trị bệnh cho con, vợ Lâm phải đi thêm bước nữa. Tưởng tâm có được chồng giàu nên nhiều lần hung thủ xuất hiện nhằm đe dọa vợ lấy tiền cho y vượt biên trốn nã. Nhận thấy không thể đưa tiền cho kẻ phạm pháp và hơn hết con cái mình đang cần phải có chi phí trị bệnh, sau một thời gian suy nghĩ, và Tâm đã quyết định trình báo nơi lẩn trốn của chồng cho lực lượng công an truy bắt. Tội ác của Lâm cuối cùng cũng được trả giá bằng một bản án cao nhất từ hội đồng xét xử.